Ngọc thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lạm thu trong trường học dưới danh nghĩa xã hội hóa. Ngày 30 tháng 9, AFA tiếng Việt bình luận từ chuyện cô giáo xin cái laptop đến chuyện lạm thu trong trường học. Theo đó, một giáo viên đã xin phụ huynh hỗ trợ tiền để mua một cái laptop mới, bị hiệu trưởng ký quyết định đình chỉ công tác 15 ngày, gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận lý do tạm đình chỉ công tác cô giáo này là để xác minh làm rõ đơn vị phản ánh ổn định tình hình phụ huynh học sinh trong thời gian xem xét hướng xử lý kỷ luật hình ảnh bài trên afa afa cho biết việc kỷ luật cô giáo gây nhiều tranh cãi có người cho rằng cần phải lên án và kỷ luật cô giáo để ngăn chặn việc giáo viên vòi tiền phụ huynh học sinh cũng có người cho rằng cần phải đấu tranh đến cùng với tệ nạn lạm thu tận thu trong nhà trường có như thế thì môi trường giáo dục mới tốt lên được. AFA dẫn quan điểm của nhà giáo Đinh Kim Phúc, người ta thường nói xã hội hóa giáo dục, tức là ngoài phần ngân sách nhà nước cho giáo dục thì phụ huynh học sinh phải đóng góp vào quá trình đào tạo trong nhà trường. Nhưng hiện nay tuyệt đại đa số hội phụ huynh của trường cũng như của lớp là cánh tay nối dài của ban giám hiệu để vận động quyên góp cho những khoản ngoài quy định của nhà nước có những khoản hết sức vô lý. Còn trường hợp cô giáo này là ngoại lệ và không có lý do chính đáng. Tôi cho rằng việc xin phụ huynh hỗ trợ cái laptop là không nên. Tôi nghĩ rằng ban giám hiệu và lãnh đạo các cấp phải nghiêm cấm vấn đề này để tránh việc lạm dụng phụ huynh mua cái này cái kia. Hình ảnh cô giáo xin tiền phụ huynh mua laptop. AFA dẫn ý kiến của một số chuyên gia trong ngành giáo dục cho rằng khái niệm xã hội hóa giáo dục bị biến tướng thành lạm thu trong trường học và nhà trường mượn tay hội cha mẹ học sinh để thực hiện các việc làm thu này chuyện kỷ luật một cô giáo không làm thay đổi được vấn nạn xin tiền phụ huynh một cách công khai hay quyên góp theo kiểu tự nguyện bắt buộc tại hầu hết các trường học trong cả nước mà cần phải có quyết định từ bộ trưởng bộ giáo dục afa tiếp tục dẫn lời nhà giáo đinh kim phúc cho rằng chuyện lạm thu tận thu trong trường học là vấn nạn của nền giáo dục việt nam từ nhiều năm qua nhưng không được giải quyết, dẫn đến chuyện một cô giáo công khai quyên góp tiền của phụ huynh để mua một vật dụng mà cô cho là để phục vụ cho việc giảng dạy. Theo AFA, Sở Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng cho rằng sẽ xử lý nghiêm hành vi sai trái của giáo viên này. AFA dẫn nhận xét của luật sư Đặng Đình Mạnh nói rằng lỗi của cô giáo không lớn đã được khắc phục và cũng đã trả giá từ trong nhà trường đến ngoài xã hội. Theo ông như vậy là đã quá nặng nề với cô giáo. Nhưng việc một số người đưa hình ảnh cá nhân của cô giáo này lên mạng xã hội rồi truyền thông cũng hùa vào để đưa video hình ảnh của cô giáo lên công khai là phản ứng quá mức cần thiết. Điều này khiến luật sư Mạnh liên tưởng đến hành vi đấu tố khốc liệt trong thời kỳ cải cách ruộng đất mà chế độ Cộng sản thực hiện tại miền Bắc trong thập kỷ 50. Ông nói, trong bối cảnh đó, ông Tô Lâm, Tổng Bí thư, kiêm Chủ tịch nước, tự tiện mang 500 máy tính và 10.000 tấn gạo tặng cho Cuba trong chuyến công du Bắc Mỹ, lại không thấy mấy người phê phán. Vì lẽ người dân Cuba nghèo khổ không phải vì thiên tai mà vì sự lựa chọn chính thể sai lầm của chế độ cầm quyền, cho nên việc tặng gạo và máy tính hoàn toàn không chính đáng. Trường hợp của cô giáo tham lam tài sản của phụ huynh không phải của người dân thì nhiều người và truyền thông đấu tố rầm rộ. Trong khi đó, ông Tô Lâm tự tiện tặng tài sản của dân theo cấp không chính đáng, thì những người và giới truyền thông đã từng hùng hổ tấn công cô giáo ấy chỉ biết câm lặng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm D với bản tin Làm thu trong trường học dưới danh nghĩa xã hội hóa. Nếu không kiên định xã hội chủ nghĩa, có thể Cuba đã giàu như Dubai ngày 29 tháng 9 báo tiếng dân đăng bài tiếc cho Cuba làm tiền đồn gác cổng làm chi của tác giả Nguyên Tống thời báo chấm giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau nhìn đất nước Cuba khốn khổ như bây giờ mình cảm thấy tiếc cho họ vô cùng có một vị trí cực kỳ thuận lợi không bị chiến tranh hay bất cứ ai xâm chiếm mà thực ra là chính họ di cư từ Tây Ban Nha sang chiếm được hòn đảo này thiên nhiên ưu đãi sống và gió biển dạt dào lại được ở ngay cạnh một siêu cường. Hình ảnh bài trên báo Tiến Dân. Vậy mà họ lại không lo làm ăn, tận dụng điều kiện tự nhiên và địa chính trị để phát triển, lại chấp nhận đi làm thằng gác cửa, làm tiền đồn canh gác cái gì đó cho ông Liên Xô ở bên kia địa cầu, chả liên quan gì tới mình. Ông Liên Xô sụp đổ 30 năm rồi mà họ vẫn kiên định làm tiền đồn gác cổng không biết cho ai, để dân chìm trong đối khổ và nằm mơ về thiên đường với khoảng cách đến miami của mỹ chỉ như từ kiên giang đến phú quốc ở ta như vậy nếu họ tự cường phát triển đất nước bằng con đường du lịch thôi thì có lẽ họ đã trở thành một thiên đường cho dân mỹ đến nghỉ ngơi mua sắm đời sống chắc chắn sẽ không kém gì đảo sip hay modif bahama rồi còn nếu chăm chỉ và có chút đầu óc nữa thì có lẽ họ đã trở thành một trung tâm tài chính và trung chuyển hàng hóa ra vào mỹ như hồng kông với trung quốc ngày xưa hay như Singapore, Dubai rồi. Sẽ có hàng triệu công ty, văn phòng ở châu Âu, châu Á và Mỹ đặt tại đây, vừa làm việc, vừa nghỉ dưỡng và cống hiến cho đất nước họ. Dân ăn rồi chả phải làm gì như Dubai. Có khi họ đã trở thành xã hội chủ nghĩa lâu rồi, khi dân họ làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu như dân Dubai. Quá khứ thì bảo đã qua không lấy lại được, nhưng điều kiện thì vẫn còn nguyên đó. Vì sao giờ đói khổ như vậy, họ cũng là con nhà dòng dõi châu Âu, sao họ không nhìn mấy anh em Đông Âu cũ hay tổ tiên Tây Ban Nha của họ mà đi nhỉ? Vẫn kiên định và chỉ thích kết giao với mấy ông bạn nối khố nghèo khổ như Việt Nam. Hình ảnh người Cuba biểu tình vì thiếu nhiên liệu và lương thực. Một điều kỳ lạ nữa có thể nói là đến mức kỳ quái về logic và tư tưởng mà mình không thể hiểu họ chống lại đường lối phát triển xã hội của mỹ nhưng lại cứ xin mỹ phải mở cửa bỏ cấm vận để họ được làm ăn buôn bán với mỹ rồi không có lý do chiến tranh như việt nam thì lại đổ nghèo đói là do mỹ cấm vận kỳ quái vậy không chịu nhìn ra nguyên nhân nghèo đói là do con đường lựa chọn sai lầm nếu họ kiên định đi theo con đường của mình thì cứ đi đi mỹ nó cấm vận mình thì mình cũng cấm vận lại nó cho chết mẹ nó đi chứ gì mà phải xoắn không làm được thì cũng quân tử nhất ngôn, xin thua hoặc chấp nhận chết chứ không chịu nhục chứ. Logic nào, tư tưởng kiểu gì mà lại đẻ ra suy nghĩ lại lục nó nới cấm vận, xin nó thức ăn để mình sống thôi thớt, để tiếp tục chửi bới và chọc ngoáy nó, to mồm kêu gào mình ưu việt hơn nó, quái đảng. Bình luận dưới bài viết Nick Dân gian cho rằng đặt vấn đề của tác giả hay lắm, rất xác đáng. Từ đó nhìn lại chế độ cộng sản Việt Nam thì có khác gì. Lúc nào cũng kẹ kẹ cái đuôi cáo thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nên đi lại lục mãi để có được công nhận là nền kinh tế thị trường. Mà Mỹ nó có chịu bố thí cho mấy chữ đó đâu. Chỉ cần cắt bỏ cái đuôi cáo đi thì Hồ Ly Tinh sẽ hiện hình làm người. Lúc đó cái ước muốn từ lâu sẽ thành sự thật. Thử hỏi tại sao không bỏ. Rồi thử trả lời. Một là sợ anh bạn vàng bốn tốt hai là bảo thủ cứ khư khư ôm lấy nó ba là sĩ diện hảo quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo chấm d với bản tin nếu không kiên định xã hội chủ nghĩa có thể cuba đã giàu như dubai quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất